Quỹ bình ổn giá xăng dầu không còn hiệu quả nữa thì nên bỏ. Quý vị thân mến, Bộ Công Thương cho biết đang tiếp tục lấy ý kiến về việc bỏ hay giữ quỹ bình ổn giá xăng dầu. Tại cuộc họp báo thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nêu một thông tin rất được dư luận quan tâm là bộ này tiếp tục lấy ý kiến để đưa ra các đề xuất phù hợp liên quan đến việc bỏ hay giữ quỹ bình ổn giá xăng dầu. Dư luận quan tâm là bởi, theo như thừa nhận của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân là thời gian qua, quỹ bình ổn giá xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập. Những bất cập này mới đây cũng đã được Thanh tra Chính phủ kết luận, trong đó đề cập tới hàng loạt vi phạm của ông lớn trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và những vi phạm pháp luật liên quan đến việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu do Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quản lý. Đáng chú ý là kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ có 7 trên 15 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã sử dụng quỹ bình ổn giá sai mục đích bình ổn giá, không kết chuyển về tài khoản quỹ bình ổn giá mà để lại tài khoản thanh toán của doanh nghiệp với số tiền là 7.927 tỷ đồng. Thời gian qua, đã có rất nhiều ý kiến, đặc biệt từ phía cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước, tha thiết đề xuất Chính phủ nên bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu. Hoặc Chính phủ cần chuyển quỹ bình ổn giá xăng dầu thành xăng dầu dự trữ và trích xả lượng xăng dầu phù hợp với các văn bản điều hành trích xả quỹ để ổn định nguồn cung. Những lý do dẫn đến việc đề xuất không nên giữ quỹ bình ổn giá xăng dầu không chỉ đến từ việc quỹ này có quá nhiều bất cập và hệ lụy như kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra, mà còn đến từ việc đã quá lạc hậu với tình hình thực tế. Theo các doanh nghiệp, quỹ bình ổn giá xăng dầu là công cụ của Chính phủ, đảm bảo giá xăng dầu không tăng sốc trong bối cảnh thị trường thế giới biến động tăng mạnh. Tuy nhiên, tại thời điểm này, biên độ dao động của giá dầu so với thời điểm thành lập quỹ bình ổn giá xăng dầu trước khi luật giá năm 2012 ra đời đã khác rõ rệt cả về giá và cơ cấu sản phẩm. Do đó, không còn theo tỷ lệ thuận thuần túy nữa và độ chênh cũng quá lớn. Và để điều tiết giá xăng dầu phục vụ an sinh xã hội, kiềm chế lạm phát, hiện nhà nước đã có công cụ chính là điều tiết thuế, phí trong giá nhập khẩu xăng dầu, nên không cần thiết phải có sự tham gia của quỹ bình ổn giá xăng dầu. Bộ Công Thương cũng vừa có một bước tiến có tính cách mạng về chính sách, rất được cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng tình ủng hộ khi đã hoàn thiện dự thảo mới về nghị định sửa đổi 3 nghị định về kinh doanh xăng dầu trước đây. Trong đó, điểm mới nhất của nghị định sửa đổi này là để các doanh nghiệp được quyền tự quyết giá xăng dầu. Điều này có nghĩa là tới đây, nhà nước sẽ giảm thiểu sự can thiệp vào quyết định giá bán của doanh nghiệp và thị trường xăng dầu sẽ có một sự cạnh tranh lành mạnh đúng nghĩa. Dĩ nhiên, người được lợi không chỉ là các doanh nghiệp mà còn là người dân, và sẽ có một bước tiến có tính cách mạng nữa về chính sách nếu như quỹ bình ổn giá xăng dầu tới đây cũng sẽ được bỏ hoặc bị thay thế bằng một hình thức khác hiệu quả, công bằng, sát với thị trường hơn. Đất vàng và công tác xử lý cán bộ vi phạm. Quý vị thân mến, nguồn lực đất đai của nhà nước đã bị lợi dụng và lạm dụng khi sử dụng sai mục đích hoặc bán rẻ hơn so với giá thị trường, gây những thất thoát thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Đây cũng là nguồn gốc của những tham nhũng tiêu cực lớn xảy ra trong thời gian vừa qua. Đã có nhiều ý kiến về việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong việc để thất thoát tài sản công. Cuối năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố Lưu Quang Tuấn, sinh năm 1959, cựu phó bí thư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đình, và Lê Văn Tiến, sinh năm 1956, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đình, nay là phường Mỹ Đình 2, quận Bắc Từ Liêm, về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đây không chỉ là vụ việc đơn lẻ, nhà nước mạnh mẽ trong việc xử lý cán bộ có dấu hiệu tiêu cực trong quản lý đất vàng. Cuối tháng 8 năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương công bố quyết định thi hành kỷ luật đối với tổ chức cá nhân liên quan đến đại án xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương, Tổng Công ty 3 tháng 2, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Bình Dương đã quyết định thi hành kỷ luật một số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Nhiều cán bộ thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh bị kỷ luật từ rút kinh nghiệm sâu sắc tới khiển trách, cảnh cáo. Đối với Tổng công mùng 3 tháng 2, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương thi hành kỷ luật cảnh cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
cảnh cáo trợ lý tổng giám đốc Lý Thanh Châu, chi ủy viên chi bộ văn phòng thuộc Đảng bộ Tổng công ty, chuyên viên tài chính kế toán Đỗ Thị Thanh Thúy. Ngày 28 tháng 11 năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk thông báo đã họp xem xét, kết luận nhiều nội dung đối với các đảng viên, tổ chức đảng có sai phạm. Đối với vụ việc tổ chức đấu giá, xác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất cho 6 hộ dân trúng đấu giá năm 2006 tại khu dân cư số 47 đường Lý Tự Trọng, thành phố Buôn Ma Thuột, chưa đúng quy định. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét trách nhiệm của một số cá nhân liên quan. Sáng ngày 13 tháng 7 năm 2022, ông Nguyễn Văn Ghi, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định khai trừ đảng với nhiều cán bộ khi bị xác định thiếu trách nhiệm trong thẩm định giá đất ở dự án BT xây dựng chuyển giao tại trường chính trị tỉnh trên đường Trần Hưng Đạo và Lý Tự Trọng. Cũng năm 2022, giao gần 16.000 m2 đất vàng cho doanh nghiệp xây dựng nhà ở thương mại nhưng chỉ thu được hơn 2 tỷ đồng. 22 cán bộ ở Bạc Liêu đã bị kiểm điểm kỷ luật. Vào năm 2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra số 757 về việc chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại thành phố Hồ Chí Minh có nhiều sai phạm. Đáng nói, phần lớn số nhà đất này đã về tay tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Hiện vụ án liên quan tới tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã được đưa ra xét xử. Giữa năm 2020, cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố nhiều cán bộ đang hoặc từng giữ chức vụ cao trong bộ máy nhà nước. Tại Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và nhiều cán bộ thuộc Bộ Công Thương bị khởi tố ngày 10 tháng 7. Ngày 11 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến và nhiều cựu cán bộ của thành phố cũng lần lượt bị khởi tố. Một điểm chung là các bị can đều bị khởi tố theo Điều 29 Bộ Luật Hình sự cho tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Sai phạm trong quản lý đất đai cũng là điểm chính trong hàng loạt vụ án liên quan đến Vũ Nhôm, Út Chọc ở Đà Nẵng hay vụ án liên quan đến cựu đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Hiến. Trước sức hấp dẫn của đất vàng, nhiều cán bộ chủ chốt sa ngã và vướng vào vòng lao lý. Quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc xử lý các cán bộ, cho dù đó là những cán bộ ở hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, đã được nhân dân ghi nhận. Mặc dù vậy, dư luận vẫn còn băn khoăn đối với một số vụ việc như những sai phạm trong việc hô biến đất công thành đất riêng tại khu đất 152 Trần Phú, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đã được Thanh tra Chính phủ và nhiều cơ quan chức năng chỉ rõ. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo thu hồi và hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất trên. Liên quan đến khu đất vàng 152 Trần Phú, kết luận của cơ quan chức năng cho biết, trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm trên thuộc về Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Ban lãnh đạo Vinataba, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuốc lá Sài Gòn. Tới thời điểm hiện tại, cơ quan chủ quản của Vinataba, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vẫn chưa có thông báo chính thức nào liên quan đến vấn đề này. Ông Hồ Lê Nghĩa mới được tái bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên của Vinataba. Dù ông Nghĩa nằm trong danh sách các chức danh mà cá nhân Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải kiểm điểm trách nhiệm vì các vi phạm pháp luật nghiêm trọng được nêu. Kết luận thanh tra tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã được Thanh tra Chính phủ công khai từ quý 4/2022. Tuy nhiên, đến quý 1/2024, kết quả kiểm điểm xử lý kỷ luật tập thể, cá nhân liên quan vẫn chưa được công bố, có phải do phụ thuộc vào Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Vinataba và các bộ ngành địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, khẩn trương thực hiện đầy đủ, dứt điểm các nội dung kết luận, kiến nghị tại kết luận thanh tra ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Thanh tra Chính phủ. Văn bản cũng nêu rõ, kết quả thực hiện gửi Thanh tra Chính phủ trước ngày 15 tháng 5. Thanh tra Chính phủ kiểm tra đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 6. Thực tế cho thấy, việc thất thoát tài sản công, trong đó có đất vàng, có trách nhiệm của người đứng đầu. Ý kiến trước vấn đề này, đại biểu Nguyễn Công Long, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, khâu yếu nhất hiện nay là tự kiểm tra và tự kiểm soát của các đơn vị. Công tác phòng chống tham nhũng có hiệu quả hay không phụ thuộc lớn vào trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước, lĩnh vực mình phụ trách. Yếu kém nhất hiện nay là tự phát hiện và xử lý ở cơ sở. Hầu như các vụ việc đều được phát hiện và xử lý do các cơ quan tiến hành tố tụng, báo chí qua kiểm tra, thanh tra.
Luật sư Nguyên Thế Truyền, giám đốc công ty luật Thiên Thanh cho rằng nhà đất công sản là một nguồn lực rất lớn, chính việc buông lỏng quản lý, sử dụng sai mục đích, cấu kết lợi ích nhóm khiến thất thoát nguồn lực của nhà nước. Quy định pháp luật về quản lý nhà đất công sản đã rất đầy đủ, cần phải xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị được giao trực tiếp quản lý. Nếu quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, ngân sách có thể thu về cả triệu tỷ đồng để đầu tư đường giao thông, trường học, bệnh viện. Nguyên nhân của thất thoát, lãng phí tiêu cực từ đất công tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã không ít lần được chỉ ra là do cơ chế còn chồng chéo, phức tạp, thiếu minh bạch. Để giải quyết triệt đề, trách nhiệm pháp lý của người đứng đầu các cơ quan đơn vị nhà nước được giao trực tiếp quản lý phải được làm đến nơi, đến chốn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.